quá vội vàng khẳng định rằng là cái chính sách của ngân hàng nhà nước hạ lãi suất điều hành trong cái ngày 13 tháng 9 là việc nới lỏng tiền tệ. À, việc này nó tác động đến cái kinh tế Việt Nam và tác động đến cái chính sách của các ngân hàng thương mại như thế nào Ngày 12 tháng 9, tại cái buổi họp báo sau cuộc họp chính sách tại trụ sở Frankfurt của Đức, Chủ tịch ECB, ông Mario Draghi đã thông báo là ECB sẽ hạ lãi suất cơ bản thêm 10 điểm cơ bản từ mức âm 0.4% về mức âm 0.5%. Điều này có nghĩa là các ngân hàng thương mại phải trả thêm phí gửi tiền cho ECB. À, như vậy là ngân hàng trung ương châu Âu, đã hạ lãi suất sâu dưới mức âm và sâu hơn nữa để hỗ trợ nền kinh tế của mình. Ngày 6 tháng 9, thông báo của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc BOOC cho biết sẽ giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc lượng tiền mặt mà một ngân hàng cần phải giữ trong kết sắt của mình xuống 0.5 điểm phần trăm từ ngày 16 tháng 9. Và như vậy là chính thức thì Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã giảm thêm cái tỷ lệ dự trữ bắt buộc để hỗ trợ nền kinh tế trong cái điều kiện là thương chiến Mỹ Trung đang ngày càng phức tạp. Và cái biện pháp mới này sẽ được thực hiện vào ngày 15 tháng 10 và ngày 15 tháng 11. Biện pháp mới được cho là sẽ giúp cho có thêm khoảng 900 tỷ nhân dân tệ tương đương với 126 tỷ đô la bơm vào hệ thống ngân hàng Trung ương Trung Quốc việc ngân hàng trung ương châu Âu hạ lãi suất âm mà mà đã âm rồi lại tiếp tục hạ dưới mức âm thêm nữa thì ECB đã và đang châm ngoài cho căng thẳng với Mỹ và có thể thì cái việc mà châm ngoài cái căng thẳng này sẽ leo thang trong thời gian sắp tới thì ngân hàng trung ương châu Âu quyết định hạ thêm cái lãi suất như vậy sẽ làm cho cái câu chuyện là tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ cái sự tức giận khi mà chủ tịch uh, của ECB Mario Draghio thông báo hạ lãi suất và tái khởi động chương trình nới lỏng định lượng. Đây cũng là một trong những vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm trong thời gian tới. Điểm nóng trong cái câu chuyện hỗ trợ uh, lãi suất cũng như là nới lỏng định lượng và nới lỏng tiền tệ của ngân hàng trung ương Trung Quốc thì làm dấy lên cái phong trào tức là cái trào lưu hạ lãi suất trên toàn cầu, đặc biệt là khu vực châu á cũng như là việc làm cho các chính sách gọi là trừng phạt của mỹ lên thị trường trung quốc kém hiệu quả hơn và việc mà ngân hàng trung ương trung quốc hạ cái mức tỷ lệ dự trữ bắt buộc nó sẽ giúp cho các ngân hàng của trung quốc có thể còn thêm và nhiều dư địa về lượng tiền để có thể hạ lãi suất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hỗ trợ các doanh nghiệp của Trung Quốc có thể cạnh tranh hơn trong cái câu chuyện là được giảm lãi suất để có sức cạnh tranh với việc áp thuế của chính phủ Mỹ. Chiều ngày 13 tháng 9 năm 2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát đi thông báo về việc chính thức hạ lãi suất điều hành trên thị trường liên ngân hàng và thông qua một số biện pháp nghiệp vụ bắt đầu từ thứ thứ hai ngày 16 tháng 9 tức là thứ hai tuần tới. Theo phân tích động thái này cùng uh, đây là một trong những cái động thái hòa chung với cái không khí hồ hởi phấn khởi của các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đang lo ngại về những cái chính sách bất ổn của nền kinh tế toàn cầu cũng như là cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung đang bẻ gãy các cái mắt xích của thương mại, đang bẻ gãy cái chuỗi cung ứng toàn cầu và đang gây ra những cái ảnh hưởng có thể sẽ sâu và rộng hơn trong thời gian sắp tới về tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu nói chung và tốc độ tăng trưởng kinh tế của các quốc gia riêng lẻ nói riêng do đó thì ngân hàng nhà nước đã phát đi một cái thông điệp là sẽ có thể sẽ hỗ trợ sâu hơn mạnh hơn trong thời gian sắp tới mặc dù hiện nay thì mới chỉ hạ uh, trên cái phát đi cái thông điệp là hạ cái lãi suất trên cái thị trường gọi là thị trường uh, cái lãi suất điều hành trên cái thị trường uh, liên ngân hàng thôi và đặc biệt là cái câu chuyện này thì chỉ có 25 điểm phần trăm tức là hạ 0.25 ngân hàng nhà nước tuyên bố là sẽ giảm một số loại lãi suất điều hành lãi suất tái cấp vốn lãi suất tái chiết khấu lãi suất cho vay qua thị trường mở OMO và lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng mức giảm thì có 25 phần trăm thôi tức là 25 25 điểm phần trăm tức là 0,25 phần trăm cái mức giảm cụ thể thì nó như thế này giảm từ uh, mức giảm cụ thể là uh, cụ thể như sau giảm lãi suất tái cấp vốn từ 6,25% xuống còn 6,0% uh, trên một năm lãi suất tái chiết khấu từ 4,25% xuống 4% một năm lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù trừ uh, cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của ngân hàng nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng từ mức 7,25% xuống 7% lãi suất chào mua giấy tờ có giá qua nghiệp vụ thị trường mở từ 4,75% xuống còn 4,5%. Cái động thái này tác động như thế nào và nó liệu có phải là cái 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 thông điệp phát đi của ngân hàng nhà nước về cái câu chuyện nới lỏng tiền tệ hòa chung với khí thế nới lỏng của tất cả các ngân hàng trung ương trên toàn cầu hay không thì chúng ta sẽ phân tích kỹ lưỡng hơn bắt đầu từ các câu chuyện khái niệm của những cái 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 khái niệm về tái cấp vốn là gì tái chiết khấu là gì đầu tiên đầu tiên thì chúng ta phải hiểu được rằng là lãi suất cơ bản là gì mà lãi suất cơ bản là một công cụ để thực hiện chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước Việt Nam trong ngắn hạn theo luật ngân hàng nhà nước thì lãi suất cơ bản chỉ áp dụng cho đồng Việt Nam do ngân hàng nhà nước công bố và làm cơ sở cho các tổ chức tiến dụng ấn định các cái lãi suất cho vay cho cái hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp lãi suất cơ bản được xác định trên cơ sở lãi suất của thị trường liên ngân hàng và lãi suất nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng nhà nước lãi suất huy động đầu vào của các tổ chức tiến dụng và xu hướng biến động cung cầu vốn trên thị trường và tuân theo cái luật dân sự và các và luật của các tổ chức tiến dụng không được cho vay với lãi suất cao gấp dưới lãi lãi suất cơ bản đó là khái niệm về lãi suất cơ bản. Còn chúng ta vừa được ngân hàng nhà nước điều hành cái chính sách về hướng là giảm lãi suất tái chiết khấu. Vậy lãi suất tái chiết khấu là gì? thì tái chiết khấu là lãi suất thực hiện trên cơ sở đối tượng là các giấy tờ có giá, ví dụ như là hối phiếu, lệnh phiếu, trái phiếu. Và các ngân hàng sẽ chấp nhận trả tiền cho người cầm hoặc sở hữu các giấy tờ đó để đổi lại một khoản lời mà gọi là lãi suất chiết khấu và thu lại khoản tiền của họ đối với người thanh toán khi mà cái giấy tờ đó đến hạn. Tức là cho vay uh, trước hạn để khi mà đến hạn thì họ sẽ tự động cái khoản tiền đó nó trở về nhưng mà vay trước hạn như vậy thì sẽ thu lại nhưng mà các ngân hàng này lại cần tiền gấp nhưng thì các cái giấy tờ này sẽ được đem lên ngân hàng nhà nước để có thể cầm cố lại và ngân hàng nhà nước sẽ thu một cái khoản lợi nhuận trong cái phần 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 lợi tức mà các ngân hàng có thì đó nó gọi là lãi suất tại gọi là tái chiết khấu còn lãi suất tái cấp vốn là gì tái cấp vốn là lãi suất tái cấp vốn cũng gần như là lãi suất tái chiết khấu nhưng mà cái đối tượng ở đây là các cái khoản cho vay của các ngân hàng thương mại và sau đó họ bán lại các khoản này cho ngân hàng nhà nước để đổi lấy tiền mặt thì các lãi suất này khác nhau tùy vào loại chứng từ đem ra chiết khấu và các khoản vay của ngân hàng vào từng thời điểm theo chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước theo cái sự lèo lái của chính phủ và quốc gia rất nhiều trong số những cái chuyên gia phân tích về thị trường thì cho rằng đây là thực sự là cái tín hiệu của việc nới lỏng tiền tệ tức là à, chúng ta chấp nhận với cái câu chuyện đó là nới lỏng à, tiền tệ và hạ lãi suất để thúc đẩy các ngân hàng à, hạ lãi suất huy động hạ lãi suất cho vay hỗ trợ các doanh nghiệp trong cái điều kiện kinh tế mới nhưng điều này thực hư như thế nào thì chúng ta cần phải điểm qua một số cái vấn đề mà gần đây thì nó đang có những cái dấu hiệu mà khá là bất thường và có thể đây là một trong những cái động thái để điều chỉnh các cái bất thường này cái bất thường đầu tiên đó là cái câu chuyện mà các ngân hàng đang bật đèn xanh cho cái việc đó là vay cầm cố sổ tiết kiệm thì rất nhiều các ngân hàng đã cho tức là đã cho những người mà đem sổ tiết kiệm đến để vay bằng việc cầm cố số tiết kiệm và cho vay tiền thì cái câu chuyện này thì ngân hàng nhà nước đã thông báo và đưa ra những cái biện pháp khá là cứng rắn sẽ phạt và xứ phạt những cái ngân hàng nào mà sử dụng cái biện pháp tức là à, cho vay cái số tiết kiệm à, bằng việc cầm cố số tiết kiệm mà không có cái việc trình bày phương án kinh doanh đây là một trong những cái điểm bất thường thứ nhất là cụ thể như sau cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước có công văn gửi đến các tổ chức tiến dụng và chi nhánh ngân hàng nhà nước nước ngoài tại Việt Nam về việc cảnh báo cho vay cầm cố sổ tiết kiệm thông qua phương án sử dụng không không có phương án sử dụng vốn vay tức là không có phương án sử dụng vốn vay khi mà cầm cố sổ tiết kiệm mà vay tiền ngân hàng nhà nước khẳng định sẽ xử lý nghiêm các tổ chức tín dụng cố tình vi phạm cái quy định tại thông tư 39 2016 về sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để giải ngân vốn vay đây là một trong những thứ mà bất thường thứ nhất cái bất thường thứ hai đó là cái đường cong lãi suất ngắn hạn chuẩn nó muốn nói tới là một cái đường cong lãi suất ngắn hạn chuẩn với nhiều hơn các nhà tạo lập thị trường uy tín so với hiện nay tức mở rộng nguồn cung vốn cho thị trường liên ngân hàng là rất cần thiết để duy trì sự ổn định lãi suất là công cụ hiếu hiệu cho ngân hàng nhà nước quản lý định hướng lãi suất liên ngân hàng theo mục tiêu bởi vì gần đây thì một số cái bất thường trong cái việc là À, khiến cái 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 lãi suất của liên ngân hàng thay đổi rất là bất thường khi thanh khoản bị chi phối quá nhiều với một nhóm ngân hàng chủ yếu là một số ngân hàng quốc doanh có uh, cái sự chi phối của ngân hàng nhà nước thị trường liên ngân hàng có vai trò quan trọng trong cái việc là cung cấp thanh khoản cho cái hệ thống ngân hàng hiện tại thì lãi suất trên thị trường này được thiết lập dựa trên các chỉ báo từ lãi suất chính sách và lãi suất của các ngân hàng quốc doanh. Thực tế này dẫn tới cái thực trạng là khi thanh khoản dồi dào thì lãi suất có khuynh hướng bám theo lãi suất tín phiếu do ngân hàng nhà nước phát hành là khoảng 2,75% kỳ hạn một tuần. Tuy nhiên khi thanh khoản từ nhóm ngân hàng quốc doanh eo hẹp hơn, ví dụ kho bạc nhà nước bất ngờ rút tiền mạnh thì phản ứng của thị trường trở nên theo tâm lý hơn lãi suất tăng cao khi nguồn cung chính từ nhóm ngân hàng này giảm thậm chí tăng tới mức lãi suất ngân hàng nhà nước cho vay qua kênh mua kỳ hạn giấy tờ có giá lãi suất repo là âm 4,75% với kỳ hạn một tuần tức là nó lệch nó lệch so với cái 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 lãi suất qua gọi là những cái chứng từ có có giá là rất cao điều này đã lại khiến cái lãi suất liên ngân hàng biến động rất mạnh từ cái khoảng 2,75% đôi lúc biến động lên tới 4,75% ngoài ra thì các định chế tài chính dư vốn có xu hướng cho vay ít hơn do cái tâm lý là lo ngại thanh khoản sẽ có eo hẹp trong thời gian tới ví dụ như là kho bạc nhà nước sẽ rút tiền gửi trong thời gian dài đồng thời họ sẽ cho vay lãi suất rất cao thậm chí vay ngân hàng nhà nước qua kênh bô để cho vay lại trên thị trường với lãi suất cao hơn lên tới 5% khiến thị trường càng trở nên tâm lý làm giảm độ hiệu quả của lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước và đây cũng là một trong những điều mà rất rất là quan tâm điều nữa là chúng ta đang thấy được rằng là một vài cái câu chuyện liên quan tới uh, các cái chính sách mà 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 cái việc hiện tượng bất thường trong cái thời thời gian vừa qua đó là cái việc mà Việt Nam mình thì uh, bất ngờ xuất siêu rất là lớn, năm đến 5 tỷ đô trong 8 tháng đầu năm cũng là một trong những cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu tâm. Bởi vì cái vấn đề này thì nó liên quan tới cái lượng tiền trong phương tiện thanh toán và đưa cái mức thẳng dư thương mại hàng hóa Việt Nam trong 8 tháng vừa qua thì lên tới 5,37 tỷ đô la Mỹ thì nó sẽ dẫn đến một cái câu chuyện khác đó là nó bất thường so với những năm trước đó và chúng ta có lượng dư tiền đô trong nền kinh tế và ngân hàng nhà nước đã và đang trong thời gian vừa qua thì đã nâng cái tỷ lệ dự trữ đô la Mỹ lên và đẩy vào thị trường không ít cái lượng gọi là tiền tiền mặt Việt Nam đồng và cũng chính nhờ cái điều này mà có một cái lượng thanh khoản khá là dồi dào trong hệ thống ngân hàng dẫn đến cái câu chuyện cái chính sách điều hành trong cái ngày 13 tháng 9 vừa qua thì nó thiên về cái hướng tức là cân bằng các cái hoạt động của ngân hàng cũng như cân bằng cái lượng cung tiền trên thị trường. À, chưa chắc đây đã là một cái biện pháp kích thích kinh tế để nới lỏng tiền tệ bởi vì chúng ta cũng đang cố gắng là giữ cái mức lạm phát mục tiêu của chúng ta là dưới 4% và hơn thế nữa thì à, một số các cái vấn đề liên quan đến thu hút dòng vốn nước ngoài của Việt Nam trong cái giai đoạn vừa qua thì vẫn với cái mục tiêu tức là giữ vững cái chính sách vĩ mô cũng như là không thay đổi cái cái chính sách tỷ giá của Việt Nam giữ vững cái đồng Việt Nam đồng giữ tức là không 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 phá giá đồng Việt Nam đồng để giữ các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam tận dụng cái luồng vốn rút đi tại Trung Quốc cũng như là à, có thể là đang trải thảm đỏ để mời các cái luồng vốn đầu tư nước ngoài thì những cái vấn đề như thế thì chúng ta sẽ dẫn đến câu chuyện là cái chính sách điều hành của ngân hàng nhà nước hôm 13 tháng 9 chủ yếu nó dựa trên cái câu chuyện chính sách điều hành thông thường chưa hẳn là một cái phát đi tín hiệu gọi là nới lỏng tiền tệ trong thời gian sắp tới chúng ta cần phải cân nhắc xem thêm và để xem là những cái phản ứng của thị trường thực tế nó như thế nào ví dụ như là cái việc mà là hạ cái chính sách cái 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 cái, cái lãi suất điều hành chính sách tiền tệ thì nới lỏng hay không nó về còn phải phụ thuộc vào là thực tế thì các ngân hàng có còn chạy đua cái việc tăng lãi suất nữa hay không hay là sẽ dừng cái việc cái chạy đua tăng lãi suất huy động và nó có thực sự là đem lại cái hữu ích cho các ngân hàng về cái câu chuyện là giảm hẳn cái 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 kẹt cái nguồn cung thanh khoản vào cuối năm nay hay không và từ đó thì có hạ lãi suất cho các các cái doanh nghiệp vay hay không thì đó mới thực sự là cái điều mà chúng ta cần phải quan sát để xem liệu đây có phải chính sách nới lỏng hay không. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ dựa vào cái lãi suất điều hành này mang cái tính chất tâm lý thôi mà đưa ra cái kết luận rằng là ngân hàng nhà nước Việt Nam, chính phủ Việt Nam đang cùng phát đi cái thông điệp là nới lỏng tiền tệ cũng như là hồ hởi phấn khởi cùng theo với các ngân hàng trung ương trên toàn cầu để hạ lãi suất cũng như là nới lỏng tiền tệ thì như vậy là chúng ta kết luận hơi sớm và điều chúng ta cần quan sát ngay và luôn đó là liệu xem là trong vòng khoảng tầm 3 tháng tới thì các ngân hàng có thực sự là hạ lãi suất huy động hay không có thực sự là giảm lãi cho những cái khoản vay dài chung và dài hạn cho các doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh hay không thì từ đó chúng ta sẽ đưa ra cái kết luận cụ thể hơn hy vọng rằng là những cái chia sẻ chung về tình hình kinh tế toàn cầu cũng như là những cái chia sẻ về hoạch định chính sách chiến lược của các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới và trong cái điều kiện mà cái sự bất ổn của kinh tế thế giới nói chung và kinh tế của các nước khu vực châu Á nói riêng trong cái 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 ảnh hưởng rất là mạnh của thương chiến Mỹ Trung rút khỏi uh, uh, khối liên minh châu Âu của người Anh nhiều khả năng sẽ không đạt được thỏa thuận và rất nhiều những cái chính sách bất ổn trên thế giới trong cái sự từ gọi là tương phản những cái phản ứng trái chiều cũng như là cái câu chuyện nói một đường làm một nẻo của tổng thống mỹ donald trump thì chúng ta khó có thể dự liệu được chính xác được cái xu hướng sắp tới như thế nào thì chúng ta phải thường xuyên cập nhật thông tin nhiều hơn hy vọng những cái đó thì đem lại những cái cái góc nhìn cho quý anh chị em và các bạn và cũng giúp ích quý anh chị em và các bạn đưa ra những quyết định đầu tư kinh doanh hiệu quả hơn thân ái chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong một chương trình khác